Để đi con cháu lúc nữa anh này. Mà xưng đen biết kênh gì chưa, hết trung thu là bánh trung thu mua một tặng bốn luôn á, sale dữ lắm luôn á. Vậy tranh thủ đi mua đi. Ai vậy? Nhìn kìa, hình như đó là ông bán kem đúng không Big Man? Đúng rồi, chính là ông bán kem đó. Hello hai đứa nha, đúng rồi, ta chính là ông bán kem đây, mấy đứa nhớ ta rồi hả? Dạ đúng rồi, ông bán kem, bán cho con một cây kem đi. Thật là tiếc quá nhưng hôm nay ta không có bán kem, ông bán kem hôm nay đi bán bánh trung thu rồi. Mấy đứa có thấy không, ta đang bán bánh trung thu nè, mấy đứa mua ủng hộ cho ta đi. Ủa sao kỳ vậy, sao không bán kem nữa trời? Nhưng mà ông ơi, hết trung thu rồi, ông có chương trình mua một tặng bốn không? Nếu có con mới mua nha. Nhưng mà phải cho con ăn thử trước, ngon rồi mới mua. Trời gì khó khăn như vậy, có luôn. Có chương trình mua một tặng bốn luôn. Nhưng mà tính tiền năm. Ủa lộn, tính tiền một thôi. Rồi bây giờ ta sẽ cho mấy con ăn thử nha. Dạ ăn thử nhưng phải ăn bánh ngon nhất nha ông. Ok luôn. Rồi hai đứa ăn thử rồi đó, bây giờ hai đứa mua cho ta đi, có ngon không? Chưa chắc đã ngon đâu. Tôi nghe nói hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nhào vô, ngon, bay vô nè. Lần này là ba con dí luôn chứ không phải là một con đúng không? Chúng tôi đứng xưa, Joker hả không phải? Chơi gì mà thầy la dữ vậy? Trời đất ơi, con rồi, con rồi, con rồi hả? Yên tâm đi, đó chỉ là con ruồi thôi à. Đúng rồi đó, nãy em thấy ruồi đậu ngoài bãi xếp rồi kìa. Cái gì? Trời ơi, chết rồi. Hey, shit. Trời ơi. Cái gì, đứa nào nữa vậy? Trời ơi, zombie ơi, gắn cái cửa lại cho thầy lẹ lên. Sao mà em báo hoài vậy hả? Dạ, thầy cứ yên tâm đi, em đã xuống được thì em gắn lên được à thầy. Thầy, cứu em thầy ơi, cứu em thầy ơi. Mệt quá em tự xử đi, tôi bắt chơi game rồi. Trời ơi, được tôi hoài vậy. Thầy lớn chế quá đi mà. Ê, nó nhảy ra luôn rồi kìa. Chú Bobby muốn nhảy. Hả, tức thiệt chứ, để ta coi ngươi chạy được bao xa. Trời, chơi game thôi mà thầy đâu có cần phải cay dữ vậy đâu thầy. Tất nhiên là phải cay rồi, tại vì nó chỉ ngược có một mình thầy thôi à. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm nó thôi, lẹ lên mấy đứa. Người hãy đợi đó, tu vi không tình yêu. Tất cả các em đã đến nơi rồi đúng không? Chào mừng các em đã đến với thành phố của những Mimim. Nơi đây các em sẽ được đối đầu với rất là nhiều Mimim. Nhiệm vụ của các em là tiêu diệt tụi nó để cho thầy bớt cay. Mấy đứa ok không? Giúp thầy lần này nha. Ủa sao thầy cay mà thầy không đi vậy? Thầy bắt tụi em đi vậy thầy? Tại vì thầy sợ nó muốn chết làm sao mà đi được. Phải nhờ đến sức mạnh của tất cả các em mới tiêu diệt được nó. Nhờ thầy đi đây, chúc các em may mắn. Tưởng thế nào chứ thầy chứng cúc gừng xanh của mình cũng nhát gan muốn chết. Anh em ơi, đi anh em ơi. Tôi thấy ở trong thành phố này vui quá trời quá đất luôn. Có gì đâu đáng sợ đúng không? Đúng như vậy. Tôi mới vừa phát hiện là tôi là người đẹp trai nhất cái thành phố này. Mời đẹp. Làm cái gì mà cái mặt của bạn đau khổ như vậy mà chân rắn? Đi chơi phải vui vẻ lên chứ. Không biết là có phải do ăn bún đậu mắm tôm không mà giờ đau bụng quá trời quá đất luôn á. Nãy giờ đi tìm mà không thấy nhà vệ sinh nào luôn. Trời ơi, tưởng vậy có gì đâu. Căng, hồi nãy bên kia có một cái vách tường kìa. Bạn cứ qua bên đó đánh dấu lãnh thổ đi. Cái gì? Vậy cũng được nè. Được rồi, bây giờ biết sao vậy? Đúng là dân chơi đi, tới đâu đánh dấu lãnh thổ tới đó. Chết rồi, chạy ngay đi trước khi mọi đi dân ta thấy hơn. Trời ơi, thoải mái quá trời ơi, hên quá trời quá đất. Ê, gì vậy? Cái gì mới vừa lướt ngang vậy ta? Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng như vậy. Ê, mọi người nghe tiếng gì kìa? Ê, chú nó xuất hiện rồi kìa. Trời chế quá vậy. Trời, chú nó xuất hiện lần nữa rồi kìa anh em ơi. Hello, this is you. Kìa anh em ơi, xuất hiện thiệt rồi kìa anh em ơi. Bây giờ sao vậy? Chạy. Anh em ơi, chia ra hai hướng rồi, chạy đi anh em.
Khoai đi ông, khoai đi ông. Hên quá. Kỹ năng của tụi nó thì làm sao mà gợt được chứng minh flash như mình. Ơi, thư viện nè, để vô trọng coi có sách gì hay không ta. Để coi coi, mấy cái thư viện này thường có bí kíp nè. Bí kíp sẽ gì nè, sẽ được nhiều thứ. Để coi, ôi, bí kíp cô gái. Trời ơi, cô sách này mình kiếm nó lâu lắm rồi nè. Ơi. Hả? Rồi tới nữa rồi đó. Chạy, trời ơi, chưa lấy cục bí kíp coi. Chạy. Ơi, trời ơi, ghê quá. Cứu em thầy ơi, trời ơi, thầy ơi, cứu em thầy ơi. Chưa đủ thầy ơi, ghê quá thầy ơi. Khoan. Ê, ôi cao dữ người ta. Ê, hình như là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Được rồi, bây giờ lên trên này mới được. Rồi, ok. Rồi, mình lên trên này là cao nhất rồi, không có đứa nào có thể lên đây đâu. Được. Thảo hả? Khỏi cần chạy chứ cho mệt, chỉ cần động não thì sẽ được nằm sân thượng ăn bánh mì. Thôi, tuyệt vời luôn, quá là tuyệt vời. Thôi, nằm ngắm cảnh xem máy bay thôi, để cho mấy đứa dưới nó chạy đi. 15 minutes later. Ấy, ủa cái gì vậy? Ôi, ôi, à, bây giờ mới chạy thôi, trời ơi, chạy thôi. Đừng có lượt tay nha, ta mệt lắm rồi đó. Bây giờ mới chạy xuống 2 mua cái thằng gì á, trời ơi, cứu tôi với. Đừng có đuổi theo nha. Mệt quá. Đừng có đuổi theo à. Trời ơi, còn 18 tầng nữa. Đuối quá, chạy đuối rồi. Bây giờ mới làm sao đây? Gì vậy? Im lặng, đừng có nói cho mấy đứa mìm mìm nó biết là tôi đang ở trên này nha. Tôi trốn trên này á, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Biết rồi, tôi không nói đâu. Trời ơi, làm người ai làm thế, tôi đâu có nói là bạn trốn ở trên đó đâu. Tôi đi đây. Khoan, đừng khoan, chừng là 5 giây, tôi có một bí mật này muốn nói. Mọi người hãy nhìn lên cái cổng. Hello, this is your former president. Ấy chết tiệt, cái thằng Ripper này thiệt là tình luôn á trời. Ơi. Hello, this is your former president Barack Obama, and I just wanted to. Đi đi mà, đừng có đứng ở đây nữa mà, trời ơi. Seven hours later. Đã đến lúc. Này thì chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Hả? Quan điều tình của anh. Xin vĩnh biệt.
La 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 la. Không biết là tụi nó đã tiêu diệt hết mấy cái con mìm mìm ngốc nghếch chưa nữa. Để coi coi tụi nó đang ở đâu vậy ta. Hả? Tất cả quỳ xuống. Ê, lần này thì các bạn không cần phải chạy nữa đâu, vì các bạn sẽ được đăng sức ngay già luôn. Goodbye baby, ta đi đây. Ê, tụi nó đâu rồi ta? Sao không thấy đứa nào hết trơn hết trọi vậy? Ê, xung quanh đây đâu hết?